Vâng chào tất cả mọi người và bây giờ mình xin nhận định phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Manchester United và câu lạc bộ Atalanta đây là trận đấu thuộc vòng bảng của cúp C1 và sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 21 tháng 10. Với trận đấu này Man United sẽ tiếp đón Atalanta trên sân nhà và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái FP88 đưa ra thì chủ nhà Man United sẽ chấp Atalanta với mức kèo là 0,75. Mức kèo cũng hay tăng một trái và cũng hạ xuống còn là nửa trái. Với cái mức tài xỉu của trận đấu này là 3,25 và cũng có thể hạ xuống còn ba trái và cũng phải tăng 3,5 tỷ theo kèo biến động vì trước khi đi vào nhận định, của bạn cho mình xin một like video, một share kênh nhé thì đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán với nhau cho nên là cũng không có nhiều thông tin để gửi tới cho các bạn năm trận thi đấu gần nhất của Man United thì họ thắng 1 và một và thua 3 năm trận thi đấu gần nhất của Atalanta thì họ thắng 3 hòa một và thua một và ở trận đấu này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa chủ nhà Man United trận đấu này vì sao thứ nhất là xét về thực lực ở đây hiện tại thì Man United từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn Atalanta mà thôi thứ hai nếu trận đấu này Man United có điểm tựa trên sân nhà và cái thứ ba này thì chúng ta xét về phong độ thì mặc dù là cái phong độ thời gian đây của Man United thì cũng không mấy thực sự tốt cho lắm nhưng mà mình nghĩ với cái duyên cúp C1 của Ronaldo thì có thể là làm thay đổi tất cả và giả lại là liên tiếp những lượt trận vừa qua thì Man United họ cũng đã để thua kèo khá là nhiều rồi cho nên là ở lượt trận này mình nghĩ là họ sẽ rất quyết tâm để có chiến thắng trước Atalanta và xóng luôn ngôi đầu bảng của Atalanta các bạn cho nên trận đấu này mình nào tin tưởng mình khi bạn ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Man United chấp 0,75 kèo này nếu như chấp một trái thì các bạn có thể là canh cho kèo chấp hạ xuống thì các bạn hãy vào tại vì Atalanta không phải gọi thủ dễ chơi đâu cho nên là cũng không có bàn thắng sớm đâu và cái mức tài xỉu trận đấu này là 3,25 3 trái và 3,5 thì đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán với nhau giá lại Atalanta cũng không phải gọi là dạng vừa mình dự đoán nhiều khả năng trận đấu này từ 3 bàn thắng trở xuống là cùng thôi cho nên là tin tưởng mình nữa thì bạn ưu tiên đi cửa xỉu 3 hoặc là xỉu 3,25 với nhau này mình dự đoán trận đấu sẽ có tỷ số là 1-0 hoặc là 2-0 nguyên về cho màu và mức hiệp 1 với mức kèo chấp đồng nữa và tài xỉu là 1,25 thế một các bạn có thể là đá mu và các bạn đá xỉu 1,25 mình dự đoán hiệp một mu sẽ có một bàn thắng giải trước atalanta và tóm lại cho đó khuyên các bạn chọn mu và các bạn đã xỉu ở hệ một cũng vậy và cảm ơn fb 88 đồng hành của mình ở bây giờ này xin chào hẹn lại